Huy Sài Gòn mến chào quý cô chú và các bạn nha. Hôm nay Phát Huy giới thiệu đến quý cô chú và các bạn một cái bữa ăn mà Phát Huy phải nói là cũng chích ăn thử về một cái lẩu khổng lồ 6 người ăn đã như thế nào. Một cái lẩu khổng lồ 6 người ăn đó thì nó hình dung nó như thế nào các anh chị. Rồi mời các anh chị xem cái hình ảnh của cái lẩu khổng lồ 6 người ăn. Phải ăn mất và nấu phải dùng tới hai bếp ga mới nấu được cái lẩu này, đây gọi là lẩu khổng lồ các anh chị. Nó thật là lần đầu tiên mình cũng thấy được cái lẩu này quá khủng luôn. Rồi khói bay lên nghi ngút quá đã luôn. Rồi các anh chị đó, cái tay bé Liên là mới có được ăn gốc rồi các anh chị. À Liên ăn gốc. Thank you.
Mới vừa chia sẻ đến các anh chị một cái món ăn gọi là lẩu khổng lồ và hải sản. Hy vọng là nếu mà đi nhiều người thì các anh chị nên kêu cái lẩu này, còn đi một người thì đừng có nên kêu lẩu lẩu khổng lồ. Thì đương nhiên không nên thử một cái lẩu này ở tại nhà thì đương nhiên không biết kêu xe cấp cứu lúc nào. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của Phát Huy chia sẻ về lẩu khổng lồ hải sản này các anh chị ha. Nghe lại các anh chị trong video chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Huy Sài Gòn. Xin chào.